không biết quản lý tiền, bạn sẽ không có tương lai. Quản lý tài chính là một kỹ năng bắt buộc phải có của mỗi người, tất nhiên rồi. Không những vậy, sớm biết cách quản lý tài chính, sớm thiết lập cho mình tư duy giàu có sẽ giúp ích được chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Giống như khi so sánh hai người cùng đạp xe đạp, một người luôn nghĩ trong đầu làm sao để đạp nhanh hơn một chút, còn người kia nghĩ làm sao để sau này tạo ra ô tô. Khi mới bắt đầu, khoảng cách giữa hai người có lẽ không lớn, thậm chí cho dù việc tạo ra xe ô tô sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng một khi đã chế tạo ra được rồi, xe đạp có nhanh tới đâu cũng không thể bì được. Bởi vì nhìn từ bản chất mà nói, hai người đã sớm không ở cùng một đường đua rồi. Quản lý tài chính giống như việc chế tạo xe ô tô vậy. Một khi bắt đầu có tư duy quản lý tài chính và tích lũy tiền bạc, tốc độ của bạn sau này có thể sẽ khiến chính bạn phải kinh ngạc. Vậy chiếc xe phải chế tạo như thế nào? Thứ nhất, chúng ta vì sao phải quản lý tài chính? Tự do tài chính là một cụm từ rất hay được nhắc đến khi nói đến quản lý tài chính. Cái gọi là tự do tài chính cá nhân, ý muốn nói ai đó không phải bán thời gian của họ để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống nữa. Vậy làm sao mới hiện thực hóa được đây? Có người nói kiếm tiền tỷ là được, kiếm được tiền tỷ thì có thể gọi là dồi dào tài chính, nhưng không phải là tự do tài chính. Khi thu nhập thụ động của bạn vượt qua các chi phí cần thiết, thì khi đó bạn mới được gọi là tự do về tài chính. Bởi khi đó bạn không cần phải bán thời gian của mình để có thu nhập nữa, mà thay vào đó có thể dành thời gian đi làm những việc mà mình yêu thích. Nói đến đây thì câu trả lời cho câu hỏi vì sao phải quản lý tài chính trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi. Đó là để bạn không còn phải vì tiền mà từ bỏ việc mình mong muốn, để bạn không cần phải vì eo, đắt thế mà bỏ qua thứ mình yêu thích. Nếu không biết cách quản lý tài chính thì cả đời này rất khó bạn có cơ hội làm việc gì đó mà mình thực sự muốn làm. Cái chúng ta gọi là ước mơ đó, thực ra cái giá phải trả đằng sau là rất lớn. Thứ hai, quản lý tài chính là đầu tư. Nếu phân tích tỉ mỉ một chút, bạn sẽ phát hiện ra quản lý tài chính và đầu tư có sự khác biệt về bản chất. Quản lý tài chính là một phương thức sống thông qua quá trình quản lý tiền bạc để thực hiện hóa những nhu cầu cơ bản của bản thân ở hiện tại cũng như trong tương lai. Ví dụ như ăn uống, mua nhà, mua xe, đi du lịch nghỉ dưỡng, con cái nghỉ hưu, bệnh tật, chi tiêu ngoài ý muốn, v.v. Tất cả những hoạt động mang tính nhu cầu đó đều cần dùng đến tiền. Còn đầu tư chỉ là một mắt xích trong quá trình quản lý tài chính, là bước cuối cùng sau khi đã suy nghĩ và lên kế hoạch thật tường tận và chắc chắn. Tất nhiên, nếu bạn không biết cách lên kế hoạch thì đầu tư có thể là thứ thúc đẩy chúng ta vào bước đường không mấy gì vui vẻ lắm. Vì vậy, quản lý tài chính, việc này liên quan đến sự giàu có của chúng ta và là cơ sở hạnh phúc của mỗi gia đình. Thứ ba, làm sao để quản lý được tiền? Muốn quản lý được tiền bạc, hãy xác định rõ ràng 4 loại tiền sau: tiền hàng ngày, tiền bảo hiểm, tiền ổn định và tiền đầu tư. Tiền hàng ngày bao gồm chi phí cho các vấn đề như ăn, mặc, ở, sinh hoạt, là số tiền cần phải tiêu để đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai là tiền bảo hiểm. Hỏi mọi người một vấn đề, chúng ta muốn được tự do tài chính, vậy tiền để lớn nhất là gì? Đúng vậy, chính là sống. Và phải sống thật khỏe mạnh. Khi chúng ta bị bệnh mà không có tiền để chữa, hoặc là chữa xong thì cũng phá sản, vậy thì tự do tài chính chẳng khác nào một câu chuyện cười tự nghĩ ra để an ủi bản thân. Vì vậy, chúng ta nhất định phải có tiền bảo hiểm mạng sống, dành một số tiền nhất định để phòng những lúc bệnh tật, ốm đau, tốt nhất là hãy đi khám sức khỏe định kỳ. Tiếp theo là tiền ổn định. Đây là tiền để sau này nếu có việc gì đó cấp bách thì có thể lấy ra dùng. Chẳng hạn như trong tương lai chúng ta cần tiền để mua nhà, mua xe, đi du lịch, cho con cái đi học hay dưỡng lão. Số tiền này nhất định phải để yên một chỗ để sau này có cần thì sẽ dùng, yên tâm lấy ra. Hãy hình thành thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ. Bạn tiết kiệm bằng cách nào cũng được, nhưng nếu có thể hãy đem đi gửi tiết kiệm số tiền này, lãi suất sẽ giúp tiền của bạn để ra tiền. Và cuối cùng là tiền đầu tư. Tiền đầu tư là số tiền có thể còn thừa sau khi lập kế hoạch cho 3 phạm trù chính nêu trên. Giống như những gì chúng ta nói trước đó, đầu tư là bước cuối cùng trong quản lý tài chính. Số tiền này là tiền có thể mang lại nhiều tiền hơn cho chúng ta. Đó cũng là số tiền có thể mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội hơn nữa. Hy vọng bạn sớm thực hiện hóa được ước mơ tự do tài chính của mình. Hy vọng nhiều người trong chúng ta có thể có nhiều thời gian đi làm những việc mà mình thực sự yêu thích, hay chỉ đơn giản là đi mua sắm mà không phải nhìn giá. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.